Quý vị thân mến, thế giới từ cổ xưa đến nay xuất hiện nhiều nhà tiên tri có thể thông qua khả năng tiên tri của mình để dự đoán tương lai. Cho đến nay, có khá nhiều người bác bỏ những lời tiên tri được truyền lại. Tuy nhiên, trong lịch sử có rất nhiều giai thoại về những lời tiên đoán chính xác còn truyền đến tận ngày nay. Ở phương Tây, vào thế kỷ 20, nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra nhiều tiên đoán mà 80% trong số đó là đúng. 80% đó không phải là con số đoán mò mà ra được. Ở phương Đông có Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm với những câu chuyện ly kỳ. Xin mời quý khán thính giả cùng đón xem. Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585. Ông tinh thông về lý học, tướng số. Tiếng tăm của ông không chỉ nổi ở trong nước mà còn vang đến tận Trung Hoa, khiến giới học giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Câu chuyện về ngôi mộ của Nguyễn Bình Khiêm. Sau khi Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mất, có thầy địa lý nổi tiếng ở Trung Quốc muốn xem thực hư chuyện trạng thế nào đã lặn lội sang tận mộ cụ. Đến nơi, thấy ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt, nhưng huyệt phát ở đằng chân mà mộ lại đặt ngược. Ông thầy tàu cho là Trạng Trình cũng chỉ có danh mà không có thực. Con cháu cụ Trạng thấy vậy, khẩn khoản nhờ thầy đặt lại mộ cho. Ông thầy đồng ý và nói, không cần phải đem đâu xa cả, chỉ cần đào lên rồi xoay lại quan tài và nhích lên một chút là được. Y lời, con cháu cụ Trạng đào mộ lên, đến gần quan tài thì thấy có tấm bia khắc một bài thơ. Ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu. Biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc xong tấm bia, ông thầy Trung Quốc kinh hãi, toát cả mồ hôi hột. Thì ra Trạng đã tiên liệu trước được mọi việc. Nguyễn Công Trứ và câu chuyện phá đền Trạng Trình. Năm Minh Mạng thứ 14, Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Vấn đề là cần phải đào con sông, mà đào sông thì phải phá đền thờ Trạng Trình. Ông bèn ra lệnh cho dân phu phá đền để đào sông. Trước khi phá, ông sai người đào vào đền mang bát hương ra. Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền. Phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà bay. Thất kinh, Nguyễn Công Trứ chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn. Thưa quý vị, không chỉ có ở Việt Nam, trên thế giới còn có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng tiên đoán rất chính xác những sự kiện xảy ra trong tương lai. Nhà tiên tri lừng danh Vanga, sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911, mất năm 1996 khi bà được 85 tuổi. Bà sống ẩn dật cả đời ở vùng quê hẻo lánh tại Bulgaria. Năm lên 12 tuổi, bà Vanga mất đi thị lực sau khi bị cuốn bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy cô gái nhỏ vẫn còn thoi thóp hơi thở, nằm vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát. Bà Vanga bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về các thảm họa trên thế giới và sau đó đều trở thành hiện thực. Rất nhiều lần, bà đưa ra lời tiên đoán rằng chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng người dân trong làng không tin. Về sau, lời tiên đoán của bà đã ứng nghiệm. Dân làng vô cùng hoảng loạn, nhiều người chết, bị thương và ly tán khắp nơi. Một buổi chiều tối, khi Vanga đang đứng trước cửa nhà mình thì thấy một kỵ sĩ bước vào và nói: "Mọi thứ trong thế giới sẽ bị đảo lộn, rất nhiều người sẽ chết, nhưng cô sẽ ở lại đây và sẽ thông báo về những người sống và những người chết. Đừng sợ, ta sẽ ở ngay bên cạnh, lúc nào ta cũng ở bên để giúp cô." Sau đó, người dân làng trở về thì thấy Vanga đứng ở một góc phòng và phát ra những tiếng nói mạnh mẽ. Bà nêu đúng tên, vị trí các sự việc xảy ra, nói kỹ về số phận của những người dân trong làng bị quân Đức bắt đi. Ai còn sống, ai đã mất, ai sẽ trở về và trở về khi nào. Điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và đã quỳ xuống lạy bà như một vị thánh. Sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như những lời bà nói. Từ đó, tiếng tăm của Vanga bắt đầu lan rộng. Người ta lũ lượt kéo đến nhà bà, đặc biệt là những gia đình có người tham gia chiến tranh để xem họ có còn sống hay là đã chết và tìm thấy thi hài của họ. Thậm chí, bà lão mù còn mách bảo một số người làm cách nào để tránh né hòn tên mũi đạn, cách chữa trị vết thương bằng cây cỏ, đất sét và mật ong ra sao, làm thế nào để tìm lại kỷ vật đã mất. Vanga cũng có những dự đoán về số phận cho cậu em trai của mình là Vasin. Khi Vasin gia nhập đảng phái chống đối nhà nước, bà đã gào khóc và khuyên nhủ hết lời vì cho rằng nếu làm như vậy, anh sẽ phải hứng chịu cái chết đau đớn ở tuổi 23.
và xin cho rằng đó là chuyện tầm phào. Nhưng đến tháng 10 năm đó, cậu đã bị bắt, bị tra tấn một cách dã man và kết thúc cuộc đời bằng một cái chết đau đớn. Có rất nhiều người nổi tiếng đã tìm đến nhà tiên tri mù này. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 4 năm 1942, vua Bulgaria Boris III đã đến thăm bà. Bà dặn ông hãy cẩn thận ngày 28 tháng 8. Hơn một năm sau, ông đã mất đúng ngày 28 tháng 8 năm 1943. Một lời sấm truyền linh nghiệm khác của bà bói mù là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trong 6 tháng đầu năm và đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Từ đầu năm 2020, dịch bệnh hoành hành kéo theo hàng loạt lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại, làm tê liệt ngành hàng không thế giới. Nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới cũng vì thế mà chịu tổn thương nặng nề. Hầu hết các nền kinh tế phải chịu mức tăng trưởng âm trong năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới, dịch viêm phổi Vũ Hán khiến thêm 88 triệu người rơi vào cảnh siêu nghèo trong năm nay. Theo nhà tiên tri người Bulgaria, sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới trong năm 2020. Điều này được cho là ứng với những gì mà Covid-19 gây ra. Theo lời sấm truyền của Vanga, vào năm 2021, quỹ đạo của trái đất sẽ thay đổi một chút. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động địa chấn và núi lửa trên toàn thế giới. Cũng trong năm 2021, với lời tiên tri sẽ đến ngày bệnh ung thư bị trói bằng xích sắt, bà Vanga tin rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra một phương pháp để điều trị ung thư. Quý vị thân mến, người ta nói sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, đời người thành hay bại, vinh hay nhục, giàu sang hay nghèo hèn, sống thọ hay chết yểu, hết thảy đều đã được an bài. Con người không thay đổi được vận số nhưng lại có thể làm chủ được đức hạnh của mình. Những dự ngôn đã truyền từ hàng trăm ngàn năm lịch sử đến nay đã chứng nghiệm. Những nhà tiên tri trong quá khứ dường như đều là những cao nhân đắc đạo. Họ dựa theo an bài của Thượng Thiên mà viết thành văn tự, vẽ ra khung cảnh cho người lương thiện nhìn thấy, nhắc nhở nhân loại về thời khắc lịch sử quan trọng này. Con người cần phải phân biệt rõ thiện ác, chính tà và có lựa chọn đúng đắn mới có khả năng thoát khỏi tai nạn, mới có được tương lai tốt đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.